về đồ xưa. Người xưa họ làm là bằng thủ công, rất là tinh xảo. Rất tinh xảo mà mình người thợ mà nhìn là rất là thích. Mà nhìn cái nét xưa là rất là đẹp. Tại vì xưa họ làm là bằng tay, không có qua một cái gì đó gọi là bằng máy. Vẽ là cái khâu phức tạp nhất. Người ta đem cái gỗ để cho mình là mình muốn vẽ cái màu đó lên thì gỗ là mình phải thiết kế như thế nào để trong hài hòa trong sản phẩm. Mình muốn cho cái sản phẩm sống động hài hòa là đoạn thứ đầu tiên mình đập rằng có cái độ phù trầm như thế nào đó. Ví dụ giống như cái bông cốc là mình muốn cho nó độ phù trầm là từ cái nhánh cho lên tới cái bông là mình phải cắt như thế nào đó là nhánh ra nhánh, bông là nó ra bông, mà lá là tách rời ra lá, nó cũng dẫn liền với nhau từ dưới lên trên. Khi mà lên màu rồi là hàng năm trong cái tay mình rồi, là mình ứa đục như thế nào đó, cao thấp là tùy mình. Trong thời gian trong một ngày thì mình làm cái tác phẩm có đó là cái nghề bắt buộc mình phải ngắm lại. Rồi trong một ngày đó ít nhất mình phải ngắm đến 2-3 lần, mình ngắm vừa mình đục như thế nào rồi thì mình vừa đục kết là cái sản phẩm đó hàng được hay chưa, rồi có chính lịch cao thấp ngắn dài đó như thế nào. Từ bắt đầu 2003 là khi đó, hồi đó là bỏ nghề nè, rồi bỏ 3 năm qua 2006 là bắt đầu đi qua làm thợ chạm lại. Làm thợ chạm lại là hồi đó anh em quen biết nhau đây, anh dẫn cho mình vào làm nhà thư, rồi mình vừa làm vừa học. Và từ đó thì anh em cứ làm cứ học hỏi nhau và yêu thích nghề. Từ khi mình bước vào làm là không suy nghĩ gì ở bên ngoài hết. Mình chủ tâm vô cái hàng mình làm, cái tác động ở bên ngoài là những khi mình không quan tâm luôn. Cái sản phẩm mình làm ra được đẹp á. Khi mà cái sản phẩm làm hoàn thiện rồi là mình nhìn lại mình rất là thích, mình rất là vui. Càng làm thì mình cũng có gì đó mình thích thú, mình quyết tâm là đeo để học ra nghề. Thứ hai nữa là mình giữ lại được cái nghề truyền thống cho Huế xưa và nay.